Chào Mỹ Linh. Hello, chào Mỹ Linh. Chào Nguyễn Quang Vũ. Hello. Cả nhà ăn cơm chưa? Chào anh Lê. Chào Lan Anh nhá. Cho tình. Thấy chưa? Thấy chúng mình bảo đúng không? Cứ đặt xem trước fanpage là ngay lập tức. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi đợi 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 chúng mình một tí xíu. Cả nhà đợi chúng mình một tí xíu. Chúng mình tổ chức xem chung một chiến dịch cá nhân này. Người yêu em đẹp trai thế. Chào em. À, thì mỗi buổi chữ 40 câu thôi. À, hello. À, chào tất cả các bạn và các em. Thầy là thầy Minh Bialin. Ngày hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục chữa cái chương trình là chữa 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai. Trong cái quyển sách là 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy, hôm nay chúng ta tiếp tục cái chuyên mục là chữa 250 câu hữu cơ hay sai về mặt lý thuyết. Đây là những cái bài tập ở bên trong cái cuốn sách của thầy 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai. Cuốn sách được viết nên mới nhất cho năm nay để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có thể học được tốt bộ môn hóa hơn. Và nhân dịp đặc biệt là nghỉ 2 tuần về Corolla này thì cũng là cái cuốn sách này về đúng cái mong ước của thầy, đó là giúp cho các bạn và các em không bị quên lý thuyết hữu cơ, bởi vì thầy biết rằng là bây giờ rất rất nhiều bạn đang bị toàn hữu cơ rồi. Đấy thì cái buổi livestream nó sẽ được thành công tốt đẹp khi và chỉ khi tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án ủng hộ thầy cũng như là ủng hộ toàn bộ các thành viên bên team mình Berlin. Comment đáp án để chống comment đáp án để chống cô V nhá. Xong rồi chúng mình sẽ lại có thoát phát người yêu nếu các cháu thích. Bao nhiêu cháu thích phát người yêu này. Ok. Các em nhớ nhanh tay share lại video livestream lại về tường cũng như là tắt tất cả các bạn của em ở trong video livestream. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đó. Đợi một tí xíu để chúng mình cho zoom lên chút. Ok. Xem nét chưa? Zoom lên rồi, xem hết chưa? 250 câu. Đây, phần vô cơ mình chữa hết rồi. Hữu cơ thì thầy có hai cuốn, một cuốn để ở trên Hà Nội, một cuốn để ở quê. Hôm nào mà về quê thì có sách ở quê để livestream cho các cháu. Hôm nào ở Hà Nội thì cũng có sách livestream hơi tối nhỉ? Hơi tối để thầy chỉnh sáng đấy nhá. Hôm qua thì chúng ta đã làm đến câu số 80 rồi. Hôm nay mình tiếp tục sang câu số 81. Đợi thầy tí xíu thôi. Sáng nhá. Ngon lành cành đào chưa? Vẫn chưa được. Chưa được sáng cho lắm đúng không? Cho sáng hết cỡ luôn. Cho học cho nó phê. Ok. Ok. Xong nha. Thanh niên nào chưa xe thì xe đẩn nhanh lại từ tường nhá, không được tí livestream xong chúng mình ẩn đi thì lại khóc. Khóc lại khổ thân.
Các thanh niên lớp offline cũng như lớp online của chúng mình nhớ comment đáp án thật mạnh mẽ để chúng ta ôn lại phần kiến thức hữu cơ. Bởi như chúng ta biết là khi mà chúng ta nghỉ về dịch cúm virus này thì đã có thông tin chính thức và chúng ta sẽ phải học bù vào các ngày thứ bảy, học bù vào các ngày chủ nhật, và đôi khi thì là có thể lùi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì nếu mà lùi thì nó sẽ tốt cho khá nhiều bạn chăm chỉ học với chúng mình ngay từ bây giờ, còn sẽ không tốt cho những cái bạn mà không chăm chỉ học, bởi vì nếu mà không chăm chỉ học thì chắc chắn là điểm thi chúng ta sẽ bị thấp rồi. Ok, không chém gió nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào action, bắt đầu nha. Các em nhớ comment đáp án nhé, mình sẽ có này. Comment mạnh mẽ vào nhá để chúng mình máu làm nhá. Câu đầu tiên mình rõ, câu 80 thì hôm qua mình xong rồi đúng không? 80 hôm qua mình xong rồi, hôm nay mình sang câu 81. Mình chữa từ câu 81 đến câu 120. Câu 81 trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 lần 2. Câu 81 trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 lần 2. Đây là cuốn sách mà tụ họp tất cả các câu trong đề minh họa cũng như là đề thi thử các năm. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metilic và axit propionic là, nhớ comment đáp án xem nhá, xem còn nhớ không nhá. Ancol metilic là CH3OH, axit propionic là C2H5COH, hai cộng với nhau mũi tên hai chiều để tạo thành C2H5COOCH3. Metin propionat, metin propionat, vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ. Metin propionat. Ok, dễ hiểu không? Quá dễ đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 82 đề minh họa năm 2017. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu? Lưu ý cụm từ ở đây là làm quỳ tím chuyển màu nhá. Cái từ chốt ở đây chúng ta là làm quỳ tím chuyển màu. Quỳ tím chuyển màu thì vốn dĩ nó là màu tím, thì nó có thể chuyển thành màu xanh hoặc nó có thể chuyển thành màu đỏ, thấy chưa? Mình có câu đây, etinamin. Etinamin là C2H5NH2. Thằng này là amin, làm quỳ tím, có tính bazơ, làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Được chưa? Quỳ tím màu chuyển thành màu xanh. Anilin C6H5NH2. Thì cháu này mặc dù có nhóm NH2 có tính bazơ đấy, nhưng không làm quỳ tím đổi màu. Vậy không, ở đây câu hỏi là không làm quỳ đổi màu ấy chứ đúng không? Ở đây cái câu hỏi của đề bài là không làm quỳ tím chuyển màu, đúng rồi. Không làm quỳ tím chuyển màu vậy chắc chắn là anilin, không làm quỳ đổi màu. Còn metinamin, metinamin là CH3NH2 sẽ làm quỳ tím đổi thành màu xanh. Và trimetinamin, trimetinamin CH3NCH3 và bên trên cũng là CH3 thì lại làm quỳ tím chuyển màu tiếp. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Ok, chính xác. Nguyễn Thành, Nguyễn Hướng Thành, Nguyễn Quốc Hiệu, Lan Anh comment rất là đúng chính xác luôn. Mình sang câu tiếp, câu số 83. Câu số 83 trong đề minh họa năm 2017 lần 2. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Đây. Chất nào sau đây lưu ý nhé, không phản ứng với natri hydroxit, không phản ứng với natri hydroxit trong dung dịch. Cái này là hơi khó đấy nhỉ, không phản ứng với natri hydroxit trong dung dịch. Thế mình lưu ý này, đầu tiên này, thằng glycine của mình là thằng H2NCH2COOH, thì thằng này phản ứng với NaOH bởi vì có nhóm COH nên phản ứng với NaOH, được chưa? Methylformate HCOOCH3, thằng này là có là este. Este của là nhóm COO, COO thì chắc chắn hòa tan trong NaOH, đúng không? Vậy mình có này, vậy là có glycine, methylformate thì đều phản ứng với NaOH mà đây yêu cầu là không, vậy là bỏ B, bỏ D. Được chưa? Gliala, gliala thì ở giữa này có liên kết peptide thì có NHCO. Và cái liên kết NHCO này cực kỳ kém bền trong cả môi trường axit và cả trong môi trường kiềm. Chính vì vậy nên nó bị cũng bị thủy phân hay là cũng phản ứng với NaOH nên bỏ nốt. Vậy chỉ có metinamin CH3NH2, metinamin CH3NH3 2 là không phản ứng với NaOH trong dịch. Đáp án đúng đáp án cờ. Ok, sang câu 84 nhá. Ôi, câu 84 là một câu về este đấy, rất nhiều đứa quên gần hết este rồi, toang thực sự rồi. Nào bây giờ mình có này, câu 84 đề minh họa năm 2017 lần 2, cho axit acrylic tác dụng ancol đơn chức X. Các cháu comment đáp án mạnh mẽ nhá. Acid acrylic C2H5COOH tác dụng với ancol đơn chức X ROH thu được STI. STI là C2H5COOR. Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Đây oxy đây. Có hai oxy, đúng không? Về đây mình sẽ có này, nó giả sử đây là một mol, vậy oxy trong này sẽ là bằng 32 chia cho phân tử khối thằng này. Phân tử khối thằng này thì cụm này là bằng 24 cộng với 5 là 29.
cộng với COO là 44, cộng với R thì bằng 3%, 3% là 3 phần 100, 0,32. Vậy suy ra 22 cộng 44 cộng với lại R thì bằng 100. Vậy suy ra mình có R bằng, suy ra mình có R bằng 100 trừ đi, máy tính đâu, có máy tính xịn sò đâu. S rồi, đây rồi. À, 100, 100 trừ đi 22 trừ đi 44 bằng 34. Vậy R bằng 34. 100 này. Đúng rồi, anh là 24 cộng 5 là 29, 29 cộng 44 là đúng rồi. 100 trừ đi 22 trừ đi 44. 34, 34 chia cho 12 thì nó gần bằng là C H CH 100 1 sao lại vậy nhỉ? Từ từ nhá. Oxy chiếm 32 chia cho đây nó là bằng 100. Đúng rồi, thì không thể là 34 nhỉ? Vừa nãy chúng mình trừ nhầm. 100 trừ 22 trừ 44 trừ 22 trừ 44 bằng, ừ đúng 34 thật. À 29 trừ 22, mắc lẽ. Trừ 29 nhá, thank you cả nhà. 29 là bằng 27. 27, R bằng 27, vậy chắc chắn nó là CH2 nối đôi CH. Đúng không? Hay là CH3 đấy. Vậy suy ra mình sẽ có anh này nó sẽ là C2H5COOC2H3. Đúng rồi, 29, đúng rồi, chúng mình vừa mắt lé đấy. CH5COOC2H3, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Chúng ta sang câu tiếp nha. Câu số 85. Câu số 85, các cháu nào chưa share video livestream lại về tường thì share thật nhanh lại về tường. Các cháu nhớ là share và comment đáp án liên tục để lên fan cứng cũng như đặt xem trước fanpage của chúng mình để bất kỳ lúc nào chúng mình livestream các cháu đều có thể nhìn thấy. Câu số 85. Câu số 85. Đề minh họa năm 2017 lần 2 cho dãy các chất sau. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng. Số chất trong dãy. À, sách 2000 câu trắc nghiệm hay sai nhá. Vô cơ chuẩn bị em nhá. Cho các dãy chất sau này, số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng này. Phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thì mình có này, tripalmitin là este là có phản ứng là một. Đúng nhá? Thằng này là một này. Acid amino acetic, acid amino acetic thì nó chính là glycine đấy. CH2 COOH NH2. Thế có nhóm COH chắc chắn phản ứng với NaOH. Đúng chưa? Ala gly glu thì đây nó có nhóm NHCO chắc chắn phản ứng với NaOH tiếp. Được chưa? Ethyl propionate là este, có nốt. Vậy mình có một cháu, hai cháu, ba cháu, bốn cháu. Bốn cháu phải đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. 4. Sang câu 86. 86. Đề minh họa năm 2017 lần 2. Đấy các cháu chú ý nhá. Những cái câu trong những cái đề thi minh họa cũng như những cái câu trong đề thi trung học quốc gia này nó thi đi thi lại rất rất nhiều, rất rất nhiều luôn. À, mình có phát biểu nào sau đây là sai? Cái phần này nó hỏi về phần kiến thức về protein, một trong số những cái phần về kiến thức mà chúng ta hay quên nhiều nhất và chúng ta rất ít khi chú ý đến những phần kiến thức này. Được chưa? Protein là cơ sở tạo nên sự sống, cái này chính xác. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptide. Protein đơn giản nó không liên quan gì đến những chất có tối đa 10 liên kết peptide luôn. Được chưa? Protein thì nó chia thành hai loại, một loại là oligopeptide. À sorry. Protein đơn giản là các protein mà chỉ được cấu tạo từ các alpha amino acid chứ không phải là tối đa liên kết 10 liên kết peptide. Vậy sai là B. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzyme chính xác. Bởi vì protein chúng ta có liên kết NHCO nên nó không bền trong axit, bazơ hoặc enzyme nên nó dễ bị thủy phân. Được chưa? Protein thì có phản ứng màu BOD, chính xác tiếp nhá. Vậy sai, không đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu tiếp theo, câu số 87. Câu số 87, ok chính xác Đinh Gia Lưu, chính xác mèo mè. Sa phong hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dịch NaOH. Sa phong hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm. Đây, bây giờ mình viết chương trình. Mình viết chương trình xong mình cộng 84 á. 84 sao em? Tác dụng ăn cô đơn trước mà em. À ừ, chính xác. Ok. Đúng rồi. Nhất Nguyễn đúng 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 đúng, cảm ơn Nhất Nguyễn nha. Cảm ơn Nhất Nguyễn, đúng thật. Thank you Nhất Nguyễn, vừa nãy chú Minh vừa làm sai câu 84 đấy, chú Minh vừa giải sai câu 84. Thank you Nhất Nguyễn đã nhìn ra. Ok. Uầy, may thế, cảm ơn Nhất Nguyễn nhá. Đúng rồi, chú Minh vừa nhìn lại rồi. Chú Minh mắt lé. Không phải đáp án C đâu.
acid acrylic là anh này cơ. C2H3 COO R phẩy. Thank you Như Nguyễn. Phân tử khối đây. Được chưa? Vậy mình có này, oxy là 32 chia cho phân tử khối của nó là đây, đầu này là 27 này cộng với 44 này cộng với R phẩy bằng 0,32. Vậy suy ra ta có ở đây mình có 27 cộng 44 cộng R phẩy bằng 100. Cảm ơn Như Nguyễn nha. Suy ra R phẩy của chúng ta bằng 29. R phẩy của chúng ta bằng 29. R phẩy bằng 29, vậy thì chắc chắn anh nào nó sẽ là C2H3COO C2H5, chúng mình vừa nãy viết lỗi. Được chưa? Viết lỗi ngay từ đầu nên là toang. C2H3CO C2H5. Đáp án đúng phải là đáp án D. Có 84 đáp án đúng phải đáp án D nhá. Đúng rồi, hiệu chính xác. Đúng rồi, Nhân Nguyễn chính xác. Câu 87 nè. Bây giờ ngon rồi. 87. Xà phòng hóa hoàn toàn STX. Đúng rồi, xà phòng hóa. Thank you Lan anh. Xà phòng hóa hoàn thành STX. Các cháu nhớ xem lại video livestream này về tường nhá, xong tác tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Câu 87 này. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dịch NaOH. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dung dịch NaOH thì thu được. Vậy bây giờ STX này cộng với NaOH, X cộng với NaOH thì thu được COONa 2 lần cộng với lại CH3 CHO cộng với lại C2H5 OH. Được chưa? Thế thì mình có này, X của mình sẽ có các số nguyên tử carbon như sau này. Một carbon này, thế là hai carbon này. Hai carbon này cộng với lại hai là 4 này. 4 cộng với 2 là 6, C6. Đúng chưa? C6 nhá. Tất cả đều là C6, chưa làm ăn được gì. Thế giờ xem nó ăn mấy nào hoặc đây này, hai natri. Hai natri nhá, chúng mình giải nó cách cực kỳ dễ hiểu. Hello Thư, Thư giải hết quyển này chưa? Ở đây mình có này, Thư xe lại về tường để cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Mình có này, 5 cộng 1 là 6 hydro, 6 cộng với lại 4 là bằng 10. 10 hydro, 10 hydro trừ đi 2 vậy là C6H8. C6H8 bỏ H10, bỏ H10, đây H8 H8. Ô mấy xem nhá. Một ô, chỗ này chắc chắn là có nước rồi, chỗ này chúng ta biết à không không có nước. Một ô này, hai ô này. 4 cộng thế là 6 ô, 6 ô trừ 2 ô lại còn O4, C6H8O4. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. C6H8O4. Đang muộn gì 11 giờ mà em. Lịch hẹn chúng ta lúc nào cũng 11 giờ này. Hôm qua cũng 11 giờ mà Vũ Đức. Nào, chắc Vũ Đức hôm nay mới biết. Tối nay chúng ta học bài mới về nhôm nhá. Tối nay chúng ta học bài mới về nhôm ở trên fanpage lúc 8 giờ. Ok. 8 giờ tối. Học bài mới về nhôm. Câu số 88. Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức thu được STI. Ở câu này trùng ý sao nhỉ? Đúng rồi, câu này trùng câu ở bên trên. Nó là C2H3CO C2H5. C2H3CO C2H5, đáp án đúng đáp án C. Câu 89. Câu 89 như cũng trùng. Trypanmitin này. Vừa nãy chúng mình vừa chữa bên trên, đúng rồi, 89 bị trùng. Chắc là chỗ này là chú Linh Minh lúc này mắt bị lé. Đây, etin propionat tổng cộng có 4 cháu đúng không? B. Câu 90. 90 vừa nãy cũng trùng luôn. Đáp án sai chúng ta là protein, là đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptide đúng không? Đây, sai là B. Được chưa? Đây là mấy câu sai thôi, đúng rồi trùng. Bây giờ sang câu 91, 91 cũng trùng C6H8 O4 đúng không? Đây, bây giờ sang 92 là không bị trùng. Đây, sang 92 không bị trùng. 92 không bị trùng nha. 92 không bị trùng. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng nè. Ui dồi ôi, câu này dã man luôn. Dã man con ngàn luôn. Các cháu thử comment đáp án xem câu này đáp án gì. Các cháu thử comment đáp án xem câu này đáp án gì. 82. 82 à? 92. Cho các phát biểu sau. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng. Đề bài hỏi chúng ta là những phát biểu nào sau đây là đúng đấy. Vậy mình có này. Thủy phân vinin acetat. Vinin acetat CH3 COO CH nối đôi CH2. Thủy phân thì có phải ta thu được là CH3 COOH cộng với, do anh này nó sẽ thủy phân tạo thành CH3 CHO đúng không? Cái này mình quen rồi. Vậy chắc chắn mình thu được, à đây trong NaOH. NaOH thì anh này thu được CONa, natri acetat và formaldehyde là sai, thằng này là anhydride acetic. Đúng chưa?
Vậy ý ra sai. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Polyethylene, CH2 nối đôi, CH2, nhiệt độ, áp suất, xúc tác, CH2, CH2. Đây, N lần. Đây không phải là trùng ngưng, bởi trùng ngưng thì phải có nước. Mà đây gọi là trùng hợp. Được chưa? Sai trùng ngưng. Ở điều kiện thường, anilin là chất khí. Anilin là C6H5N2, tồn tại điều kiện thường là chất lỏng, không phải chất khí nhá. Bỏ tiếp IC. Cellulose thuộc loại polysaccharide, cái này đúng. Chính xác. Thủy phân hoàn toàn albumin thu được alpha amino acid, đúng tiếp. Chính xác. Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hydro. Chính xác, bởi vì triolein chúng ta có nối đôi CC nên chắc chắn tham gia phản ứng cộng hydro. Vậy mình có 1 2 3 nhận định đúng. 3 nhận định đúng, vậy đáp án đúng, đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Mình sang câu 93 để minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Lần 2. Câu số 93. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đúng rồi, chính xác Lan Anh, Mèo Mèo, Nguyễn Quốc Hiệu, chính xác luôn. Hôm nay comment yếu đấy nhỉ? Hôm nay comment yếu, hình như đói sao ấy. Những đứa nào đói rồi chấm cái xem nào. Những đứa nào đói rồi chấm cái chúng mình biết xem nào. Đói à? Nào, mình có câu 93. Cho một mol triglycerid X tác dụng với dung dịch NaOH dư. Cho một mol triglycerid X, đây, tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được một mol glycerol. Thu được một mol glycerol C3H8O3, một mol natri palmitat, một mol natri palmitat C15H30, C15H31 COONa, và hai mol natri oleat C17H33 COONa. Được chưa? Vậy ở đây mình suy ra thằng X, đúng không? Vậy ở đây mình suy ra thằng X. Thằng X nó sẽ là gì? À, C15H31COOCH2, C17H33COOCH, C17H33COOCH2. Được chưa? Phân tử X có 5 liên kết pi. Xem nhá. CO là 1, CO là 2, CO là 3. Được chưa? Thằng này no. Thằng này 1 pi nữa, thằng này 1 pi nữa. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi, đúng. Có hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất. Chính xác, hai đồng phân. Đúng không? Đặt thằng này là 1, đặt thằng này là 2 thì mình có 1, 2, 2 và 2, 1, 2. Hai đồng phân. Chính xác, Nguyễn Thư đúng, rất tốt. Công thức phân tử là C 1 mol X là mất màu tối đa 2 mol brom, đúng, bởi vì CO không là mất màu brom. CC mà là mất màu đấy, có hai liên kết CC. Có là mất màu tối đa 2 mol brom trong dung dịch. Công thức phân tử xem nào. C bao nhiêu? 15 cộng 17 cộng 17. 15 cộng 17 cộng 17 cộng 3. Đấy, chú ý, rất nhiều đứa quên cộng 3 carbon đây. 15 15 cộng 17 cộng 17 cộng 3 bằng 52. C52. Được chưa? Đếm H nhá. Cộng 3 nhưng mà vẫn còn chưa cộng 3 đây. Phải cộng 3 nữa. 55 cơ. C55 cơ. Thế mà đây là C52. Vậy toàn. Vậy sai là C. Sai là C nhá. Câu 94 thì chỗ này chúng mình quên mất chưa tẩy đáp án rồi. Chỗ này các cháu nhìn thấy hết đáp án luôn. Đúng không? Câu 94 này, cho các phát biểu sau. 94, cho các phát biểu sau. À, số phát biểu đúng là chất béo là trieste của glycerol axit béo, chính xác. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Chính xác. Glucose thuộc loại monosaccharide. Đúng tiếp. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol. Sai, mình vừa mới viết phương trình xong thì có một thằng este nó chỉ tạo thành muối và anhydride, đúng không? Ví dụ như thằng vinil acetat. Sai. Tất cả các peptide đều có phản ứng với CH2 lần tạo hợp chất màu tím. Tất cả các peptide đều có phản ứng với CH2 lần tạo thành hợp chất màu tím. Sai, đúng không? Phải từ tripeptide trở lên, chứ dipeptide thì vẫn không được. Dung dịch saccharose không phản ứng trắng bạc, đúng, chính xác. Vậy mình có số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu đúng. A, B. Xem CD bị nhảy bên này. À đúng rồi, 4 phát biểu đúng nhá. Chỗ này bị nhảy. 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng của mình là đáp án D, 4 phát biểu. Câu tiếp theo, sang câu tiếp theo. Câu số 95. Đây,
95 để lại nhá, 95 hơi khó tí, tí nữa chúng ta quay lại chúng ta làm sau. Câu số 96 này. Câu số 96. Thủy phân hoàn toàn một mol pentapeptide X thu được 3 mol gly. Gly 3. Một mol ala, ala 1, một mol valin, valin 1. Nếu thủy phân không hoàn toàn hỗn hợp đó mình thu được ala gly. Ala đứng trước gly. Sau đó gly lại đứng trước ala. Thế lưu ý chỉ có một ala về một ala cố định về một gly đứng trước ala. Đúng chưa? Gly gly ala. Vậy là phải thêm một hàng gly nữa đứng trước ala nữa thì mình thu được gly gly ala. Được chưa? Đây có gly 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 ala đây. Đúng chưa? Có ala gly đây. Có gly ala đây. Không có valin gly. Không có valin gly vậy là V không đứng trước G, vậy V đứng sau G. Vậy amino acid đầu N. Đầu N là đầu chứa nhóm NH2. Đây là gly. Đúng chưa? Còn amino acid đầu C là đầu V, đầu cuối cùng. Vậy là đứng đầu là gly, đứng cuối cùng là V. Đáp án đúng đáp án D. Ok. 97 nhá, 97 nhá. 97 nhá. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. X vào quỳ tím thì làm quỳ tím trở nên màu hồng. Thế thì mình có anilin thì không thể làm quỳ tím trở nên màu hồng được. Bỏ ngay trong anilin đi. Đúng chưa? Acid glutamic của chúng ta có hai nhóm COH, một nhóm NH2, chứng tỏ làm quỳ tím trở nên màu hồng. Vậy A, B, C đều được. Y dung dịch iốt có màu xanh tím. Có nghĩa là bây giờ là thằng Y này vào dung dịch iốt có màu xanh tím, vậy chắc chắn nó là tinh bột, không thể là glucose được. Loại C. Được chưa? Z vào dung dịch AgNO3 trong NH3 có kết tủa bạc. Thế thì anilin thì không thể có kết tủa bạc được. Bỏ nốt. Vậy kết tủa bạc chỉ có thể glucose. Vậy cuối cùng T nước brom kết tủa trắng. Đúng, anilin. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 98. Đấy, có rất nhiều câu mà phần lý thuyết. Đây là toàn bộ những phần lý thuyết ở trong các cái đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là trong tất cả các đề thi thử nổi tiếng của năm ngoái được chúng mình tổng hợp lại để cho các cháu có thể làm và luyện tập từ cái phần lý thuyết này khổ nhất. Câu 98, công thức phân tử của dimethylamine. Công thức phân tử của dimethylamine là dimethylamine CH3NH2CH3. Được chưa? Dimethylamine. Đây là NH thôi. Vậy mình có là C2H7N. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu số 99. Câu số 99. Xà phòng hóa trong dịch NaOH đun nóng thu được muối có công thức là. Vậy mình có này. CH3COOC2H5 cộng với NaOH thu được CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Vậy muối chúng ta là CH3CONa. CH3CONa. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng đáp án C nhá. Câu số 100. Câu số 100. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Ui, mấy cái phần tơ này thì các cháu rất hay toang. Đây là trong câu đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 nhá. Một trong số những cái câu mà có đến 70% học sinh thi là bị sai. Thế tơ thiên nhiên là gì? Tơ thiên nhiên là tơ mà có nguồn gốc từ tự nhiên. Đúng chưa? Thế thì mình có chắc chắn là tơ tằm rồi. Nó từ nước bọt của con tằm. Đúng chưa? Nitron là tơ tổng hợp. Nilon 6,6 là tơ tổng hợp. Nilon 6 là tơ tổng hợp. Được chưa? 101. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc? 101. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Chúng ta lưu ý nhá. Dung dịch nào có khả năng có phản ứng tráng bạc? Thế thì yêu cầu điều kiện của tráng bạc là nó phải có nhóm chó hoặc nhóm R, nhóm HCOOR phải. Đúng chưa? Vậy mình có này. Glycine H2N CH2COH. Đúng không? Không có chó, không có HCOR phải, bỏ glycine. Saccharose chắc chắn không có tráng bạc. Metinacetat là CH3COOCH3 cũng không có tráng bạc. Fructose có tráng bạc đúng không? Bởi vì fructose trong môi trường kiềm. Các em lưu ý nhá, fruct trong môi trường kiềm thì chuyển hóa thành glu. Mà trong AgNO3, trong NH3 thì chắc chắn là môi trường kiềm rồi, nên nó hoàn toàn chuyển hóa thành glu và có tráng bạc. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok, chính xác Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt. Câu 102. 102. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.
dung dịch axit glutamic làm quý tím chuyển màu hồng. Đây, axit glutamic như chúng ta được biết thì nó gồm có đây H2N. À, dung dịch axit glutamic 1 2 3 4 5 OOH đây. NH2 đây. OOH đây. Vậy nó có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Vậy chắc chắn làm quý tím chuyển thành màu hồng. Thấy chưa? Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức. Đúng, đây là amino acid này. Có chức COH, có chức NH2 nên chắc chắn là tạp chức. Dung dịch glycine không làm đổi màu phenol và talin. Glycine đây. H2N CH2 COH, một nhóm COH, một nhóm NH2. Đúng là không làm đổi màu phenol và talin được, thật. Tại vì một thằng đầu bazơ, một thằng đầu acid, đúng không? Anilin tác dụng với nước brom để tạo kết tủa màu vàng. Vàng là toang. Anilin tác dụng với nước brom thì tạo thành kết tủa màu trắng nhá. Vậy sai là gì? Sai là gì? Đấy, chúng ta sang những cái câu về lý thuyết của phần trung học phổ thông quốc gia lúc nào cũng có sự khác bọt so với những câu bình thường. Chúng ta vẫn làm ở trên lớp, đúng chưa? Nào mình có câu 103. Saccharose và glucose thì đều có phản ứng gì? Saccharose và glucose thì đều có phản ứng gì? Chúng ta quan sát nha. Cả sac và cả glu thì đều có phản ứng gì? Chúng ta lưu ý là nó có phản ứng cộng hydro không? Không. Trắng bạc thì chỉ glu, sac không. Thủy phân thì lại chỉ sac, glu không. Vậy do sac và glu đều có nhóm OH đa kề nên nó đều phản ứng với COH đây là. Đáp án đúng đáp án C. Câu 104. Câu 104. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 cho các chất, số chất tham gia phản ứng thủy phân. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là saccharose là 1. Được chưa? Glucose bỏ, glucose là monosaccharide không có thủy phân. Ethyl format HCOO C2H5 có thủy phân do nó là este. Ala gliala có thủy phân bởi vì có nhóm có liên kết NHCO. 1 2 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Khác bọt, chính xác. Độ khác bọt nó khác biệt luôn. Câu 105. Các cháu nhìn thấy đấy. Đâu phải ai cũng giải được những câu này đâu. Đúng rồi, chính xác thư. Câu 105. Hello, chào Tâm. Tâm bây giờ mới thấy mò mẫm vào đây. Hello, chào Trịnh Nguyễn Uyển Nhi. Bây giờ những cái tên của live VIP bây giờ nhìn thấy rồi. 105. Thủy phân không hoàn toàn peptide Y mày thở. Thủy phân không hoàn toàn peptide Y mày thở nhá. Thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó chứa các dipeptide gly, gly và ala. Ala. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn một monic thì cần 4 mon NaOH đây. Đúng rồi. Vậy số công thức cấu tạo đây là gly gly ala ala và ala ala gly gly. Đúng chưa? Vậy mình chỉ có hai chất thôi, không còn thằng nào nữa cả. Đáp án đúng đáp án cờ. Cờ chứ em, hai thôi, không có 4 đâu Dũng ạ. Dũng lỗi rồi. Nhầm mất rồi. Nào 106. 106. Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Chất X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được hai chất Y và Z. Chất X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 trong NH3du thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với NaOH lại thu được Y. Này, nhìn nhá. X này thu được Y và Z này. Z biến đổi thành T, T lại biến đổi về Y. Vậy điều này tương đương với Z có số carbon bằng với Y. Được chưa? 1 2 1 2 bằng nhau. 1 1 bằng nhau. 1 2 1 2 3 khác nhau, vứt. 1 2 vứt, vậy chỉ còn A hoặc B. Được chưa? Thấy mình làm mình phải thông minh. Mình biết cách loại đi những cái đáp án mà quá nhiễu. Như vậy thì mình mới làm nhanh được. Nào, bây giờ mình thử này. Giờ mình chỉ còn hai cái để thử thôi, mình thử luôn đúng không? À, mình có này X, đây CH3 COO CH nối đôi CH2 tác dụng với lại NaOH vừa đủ thì thu được CH3 CONa cộng với lại CH3 CHO. Được chưa? CH3 CHO đây tác dụng với Na AgNO3 trong NH3. Trong NH3. Đặc biệt chú ý là trong NH3 nhá thì mới xảy ra phản ứng này. Thì thu được CH3 COO NH4. Được chưa? Sau đó cho thằng này tác dụng với NaOH thì lại thu được Y. Có đúng thằng này cộng NaOH thì lại thu được Y, đúng chưa? Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Thế tại sao B sai? À, B tại vì chúng nó không sang ra được nhau như vậy. 107. 107.
kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với các mẫu thuốc thử được ghi ở bảng sau. Chúng ta lưu ý nhé, đầu tiên X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tụ bạc. X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tụ bạc. Và mình nhìn này, trong này những thằng nào thằng thỏa mãn thằng X là mình phải chọn ngay. Đây, X và AgNO3 trong NH3 thu được kết tụ bạc. Anilin thì không có thu được kết tụ bạc. Đúng chưa? Glucose có ethyl format HCOO C2H5 thu được kết tụ bạc. Đúng không? Vậy là BCD. T và nước brom thu được kết tụa trắng. Đấy thì lysin thì không thể làm kết tủa với nước brom được, bỏ ngay lysin. Anilin và nước brom thu được kết tủa trắng, đúng chưa? Vậy là còn B và D. Đấy chưa? Z vào COH 2 lần màu xanh lam. Z vào COH 2 lần màu xanh lam. Đây. Ethyl format thì không thể làm cho COH 2 lần màu xanh lam được, mà màu xanh lam chỉ có thể là glucose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Dễ chưa? 108 nhá. 108 lại trong đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có tổng cộng là 24 mã đề khác nhau cơ. Đấy, mỗi đề nó lại khác nhau. Câu 108 trong phân tử ala glia la amin đầu chứa nhóm gì? Amin đầu. Đầu C các em nhé, đầu C. Amin đầu C chứa nhóm gì? Thế thì đây. H2N này. CH2 này. CO này. NH này. CH CH3 này. COH được chưa? Đầu C. Đấy. Thì chứa nhóm COH. Đúng không? Đáp án đúng đáp án C. 109. 109. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH tạo ra glycerol? Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glycerol? Dung dịch NaOH nhá, nhưng phải đun nóng thì mới tạo ra glycerol. Thế mình có này, tác dụng với NaOH mà đun nóng tạo ra glycerol thì mình được xem nào, glycine tác dụng NaOH đun nóng thì không có glycerol mà nó ra muối. Được chưa? Đúng rồi, chính xác. Tâm, đúng rồi, Vương Thành. Hello Tràng Nguyên Hòa. Glucose không tác dụng NaOH. Đúng chưa? Metin acetat mà tác dụng NaOH thì tạo thành ancol metilic. Vậy chỉ có tristerin tác dụng NaOH thì mới tạo ra glycerol. B bỏ. Câu 110. Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H? Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H? Thế mình có polyethylene, mình nhớ được cái công thức bọn này. CH2 này. CH2, đây là polyethylene. Chỉ chứa C và H đấy. Vậy đáp án đúng đáp án D. Thế còn những thằng còn lại là sao? Vinyl chlorua. Hôm qua mình mới học xong. CH2, CHCl. N lần đúng không? Vậy là có CHCl. Bỏ. Vinyl acetat. Đây. CH CH2 N lần. CH3COO. Đây, anh này có CHO. Bỏ nốt. Polyacrylon nitrin cũng vậy, có CHN. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Ok, câu 111 nè. 111. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây? Thủy phân hoàn toàn tinh bột. Đấy, thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây? Các cháu chú ý nhá. Tinh bột và thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thì tinh bột được cấu tạo bởi từ các gốc alpha glucose. Nên khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì mình chỉ thu được glucose. Đáp án đúng đáp án A. À, câu 112. Đúng rồi, chính xác, Nguyễn Khoát. 112. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Ở chỗ này bay mất cái dê rồi. Không biết chúng mình xóa mất cái dê đâu. Glucose và xác đều là carbohydrat, đúng. Trong dung dịch glu và fructose đều hòa tan được COH lần, đúng. Glu và xác đều phản ứng trắng bạc, vậy chắc chắn C sai rồi. Xác không có trắng bạc. Được chưa? 113. 113. Đấy, đi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Glu và fructose là đồng phân của nhau. Glu và fructose là đồng phân của nhau. À đây 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 đây, nó nhảy xuống đây, nó nhảy đây. Cái này đúng không? Đây cho các chất, đây, cái này bị nhảy. Cho các chất, số chất bị thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit thì mình có bọn ete, ethyl format nó bị thủy phân rồi. Glucose không. Saccharose là disaccharide là có bị thủy phân, đúng không? Tinh bột có. Glycine là tác dụng chứ không gọi là thủy phân. Vậy mình có này. 1 2 3. Đáp án đúng đáp án D. 114.
114. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptidic mạch hở, thu được 3 mol glycin, gly 3, 1 mol alanin và 1 mol valin. Được chưa? Gly 3 AV. Đấy là công thức phân tử của nó, là gly 3 AV. Thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp trong đó có ala gly. Đây, tất cả những thằng này đều có ala gly. Đúng chưa? Mỗi thằng này không có, bỏ. Gly ala, gly trước ala. Thằng này không có, bỏ gly trước ala, có. Gly gly valin. Gly valin thằng này có. Gly gly ala không có, gly gly avi valin, bỏ nốt, vậy đáp án đúng đáp án. À. Ok, thầy sẽ chỉnh sửa nhá các anh nhá. 115. Kết quả thí nghiệm các dung dịch XYZT với các thuốc thử ghi bảng sau. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. Đây, XYZT đây, với các thuốc thử đây. Mình có này, X vào quỳ tím thì quỳ tím chuyển màu xanh. X vào quỳ tím chuyển màu xanh. Etinamin chuyển màu xanh, anilin không đổi màu, etinamin chuyển xanh, etinamin chuyển xanh. Y vào dung dịch Y2 có màu xanh tím. Y vào dung dịch Y2 có màu xanh tím. Vậy mình có này, hồ tinh bột màu xanh tím, hồ tinh bột màu xanh tím, đúng không? Lòng trắng trứng không phải màu xanh tím. Bỏ. Vậy bỏ A, bỏ D. Z vào CH lần có màu tím. Bí ổ rê đấy, đúng không? Đây, mình có này. À, lòng trắng trứng thì là màu tím đúng không? Ở đây chỗ này chẳng có tội gì mà gạch cả. Lòng trắng trứng. Vậy ở đây anilin không thể vào CH lần có màu tím được. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. Anilin và nước brom kết tủa trắng, chính xác. À. Ngon nhá, ngon này cành đào nhá Lan Anh nhá. Chào Tâm. Thanh niên chuyên đi comment dạo. 116 này. STX có công thức phân tử C8H8O2 cho X tác dụng với NaOH thu được sản phẩm có 2 muối. Nhìn này, ST đơn chức mà lại thu 2 muối, tương đương với nó là ST của phenol. ST của phenol. Được chưa? Vậy mình có này, HCOO C6H4CH3 và CH3COOC6H5. Và rất nhiều đứa chọn 2, nhưng mà rất tiếc không có đáp án 2, đúng không? Tại sao? Tại vì chúng ta quên mất đồng phân cấu tạo. Nhìn nha, riêng anh HCOC6H4CH3 này mình có này, vẽ cái vòng benzen ra. Đây đầu HCOO, đây cắm đây. Vậy trục đối xứng đây, CH3 phải cắm vào đây là 1, cắm vào đây là 2, cắm vào đây là 3. Đúng chưa? 1, 2, 3. Cộng một thằng này nữa là có 4. 4 vậy đáp án đúng, mình là đáp án cờ 4. 1, 1, 7. Ơ 1, 7 sao lại lẫn cái câu vô cơ vào đây nhỉ? Chắc này là do chúng mình lé. Không, chúng mình nhìn thấy Tâm đi comment dạo mà. Còn đây là comment đáp án ở bài học chúng mình là đúng rồi. Comment dạo ở nhóm khác, group khác ấy. 3,6 gram sắt FeO. Mình có tìm được số mol của FeO bằng 3,6 chia 72 0,05 cộng với lại HCl thì mình thu được FeCl2 cộng với H2O. Vậy mình có giá trị của A. Đây mình có 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy số mol HCl bằng 0,1. Amon. Thế không có đáp án à, chắc chỗ này là nhảy đáp án của câu khác rồi. Amon HCl mà 0,1 nhá. Đáp án E. Xin lỗi cả nhà, chỗ này là không có đáp án. Ok. 118 à. Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Mình có này. Nitron là đi từ vinyl cyanur. Không có. Đúng chưa? Capron là đi từ epsilon amino capric. Không có. Nylon 6,6 đi từ acid adipic và hexamethylene diamine. Không có. Visco là đi từ cellulose nhúng vào dung dịch CS2. Có. Nha. 119. Em ơi, Nguyễn Việt Hoàng ơi, cái chất đấy nó không phải là ST của phenol em ạ. Chất đấy là ST của ancol rồi em. Bạn Nguyễn Việt Hoàng, bạn mới hỏi là cái chất này thì có được không? HCOOCH2C6H5 thì thầy bảo không được, bởi vì thằng này là ST của ancol, OH đính và carbon nọ. Đấy chưa? Đúng rồi, visco, chính xác. 119. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư
dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng chất X là. Thế thì mình có này, chắc chắn là dùng glucose, chẳng ai dùng ethylformate được. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Nếu mà chẳng may có dư một tí thì mình còn thấy ngọt, chứ mà mấy cái chất độc độc kia mà mình mà thấy dư tí mình uống nước vào là coi như mình bị tong luôn. Câu cuối cùng, à đâu chưa phải câu cuối cùng, hôm nay chúng ta có một câu số sao mà. Số liên kết peptide trong phân tử này là bao nhiêu? Ala gly là 1, gly ala là 2, ala gly là 3. Vậy mình có 3 liên kết peptide. B bỏ. Ngon lành cảnh đảo luôn. Nào mình sang một cái câu đánh dấu sao của chúng ta này. Một câu đánh giá câu 95. Hay mình có hai câu ấy nhỉ? Có phải không? Còn câu nào đánh dấu sao đâu? Còn câu nào đánh dấu sao? Không, mình chỉ có mỗi câu 95 là câu đánh dấu sao thôi. Đấy, mình còn mỗi câu câu cuối cùng của ngày hôm nay, cùng comment ra mạnh mẽ lên xem chú Minh làm đúng nhá. 95, 95. Sao là các cháu nhớ là tối nay đúng 8 giờ vào học livestream tiếp bài nhôm. Cho Amon X C9H10 O2 tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc, tác dụng vừa đủ với hai amon. Đây là amon X tác dụng vừa đủ với hai amon, đây là tỷ lệ 1:2, mà thằng này là este đơn chức, thằng này là este đơn chức, vậy chắc chắn nó lại là este của phenol. Dung dịch không có phản ứng tráng bạc vậy nó không thể là HCOOR vậy. Được chưa? Vậy thì nó chỉ có thể đang nào thôi. Đầu tiên này, CH3COO C6H4 đây, 9 này. 8 rồi. CH3 nữa. 1 2 3. Đây 1 2 3 cộng 6 C9 được một cháo. Thứ hai là gì? C2H5 COO C6H5. Hai cháo. Và rất nhiều đứa đi tô 2. Mà đứa nào tô 2 thì là toang. Toang. Tại sao? Thằng này thì có một, nhưng riêng thằng này thì nó có những anh sau cơ. Đây, CH3COO trục đối xứng 1, 2, 3 cháu nữa. 1, 2, 3 cộng một thằng này là 4 cháu cơ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, và cái câu cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta đã xong tại đây. Buổi live stream tiếp theo, à, không phải là buổi trưa mai mà là buổi trưa của ngày kia, thì thầy có chút việc bận mà trưa mai nên là thầy không thể livestream với em, hoặc là thầy sẽ livestream muộn sau 12 giờ nhá. Thì thầy sẽ livestream cho chúng ta từ câu 121 trở đi, chắc là trưa mai, chắc là vẫn là trưa mai thôi, nhưng mà sau 12 giờ nhé, chắc mai mình livestream 12 giờ trở đi, được chưa? 121 được chưa? Ta sẽ live đến câu 160 nhá. Mai mình sẽ live tiếp từ câu 121 đến câu 160. À, và tối nay các cháu chú ý, tối nay chúng ta sẽ học cái bài về bài nhôm, nhớ đúng 8 giờ hoặc 8 giờ 30 theo dõi kỹ trên fanpage chúng mình sẽ báo trước, hoặc đặt xem trước fanpage để nhận được thông báo. Thì chúng ta sẽ học bài đầu tiên về nhôm nhá, bài mới toanh luôn về nhôm, thì các cháu nhớ chú ý theo dõi video livestream chúng mình vào tối nay. Bye bye, hẹn gặp lại các cháu nha.